Hello, chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với kênh vlog của mình. Một kênh vlog mình sẽ làm về câu cá, trải nghiệm ẩm thực và khám phá. Ngày hôm nay thì đây là vlog đầu tiên của mình. Mình sẽ thực hiện một thử thách là câu cá cháo và câu cá lóc. Mong anh em ủng hộ, like, share và subscribe giúp mình nhé. Tất cả mọi kinh nghiệm câu cá và ẩm thực mình sẽ chia sẻ lên tại kênh vlog này. Mong muốn được giao lưu rất nhiều cùng với anh em. Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện thử thách. Trong ngày hôm nay mình sẽ cố gắng săn được con cá cháo, đặc biệt là con cá cháo, và sau đó là bắt cá lóc. Ok, chào mừng anh em nhé, đi thôi. I wonder if you check my pictures on the little phone I got you, and I know I shouldn't care. There are better things to do than to spend my every moment creeping up on you, creeping up on you, creeping up on you, creeping, creeping, creeping. Xảy rồi. Cá cháo anh em ạ, cá cháo, rõ ràng là cá cháo. Cá cháo anh em nhé. Cá cháo xanh tua anh em ạ. Lấy được con cá cháo không hề dễ anh em nha. Nó thích xanh tươi. Mở sản có chốt người. Yeah, cá lóc anh em ơi. Ngay lập tức khi thay mồi nhỏ thì mình đã bắt được cá lóc. Một em khá là bú bình. Định kiếm câu.
Hết rồi. Giờ mới hết nắp rồi. Con cao tầng để cho một cái trà nó mới vui rửa chứ thiệt cái chứ trồng nhớ mấy con gạo cao tầng có một cái trà ba ăn chứ cũng ăn chứ gạt mấy ăn liền chứ tôi nhớ mình chắc mấy con có nhỏ rồi nha. Nhỏ nhỏ không mất một. Mà trả ra bảo quá, anh nhìn cái binh kia rồi định lên mây rồi. Cái tên ra, cái hết thúc rồi tôi mua cái. Tôi bắt mùa tha, mùa điện trước á. Máy bò ra. Hôm qua mới đưa mấy con còn y mấy con trong đây tôi bỏ luôn rồi. Không sao hả? Chú một quật lửa luôn hả? Trà chứ. Chú có miệng mặn dánh gì vậy chứ. Tao có trà thì tao không nhớ là dính màu dưới mới được hả mày. Màu dưới vỡ kìa. Dạ, đeo phèn cho chết mình. Mà nó có chó ngậm dưới vậy nè. Có khóc này để mà trà. Chó trà gì. Ây dễ điên mà trà bình thiệt. Thì mới đổi đúng rồi như nữa. Anh chứ cái cạch nó mà có chốn cạch sao mà chặt đâu được rồi từ từ có chốn chốn yeah chốn mũi yeah đâu còn lấy bốn mùi á mà nhờ cái bô của anh tèo đó. Không điện thoại trong nước không sao. Trong nước rồi. Trời bộ cần uống dục luôn nước luôn kìa. Đồ mà dưới được cái chỗ là ngon rồi. Chứ kịch liền mà. Kịch tao quất luôn chứ. Yeah. Mình đang vô tới đó, đặt bay. Hành trình sẽ hoàn thành công anh em ơi. Yeah. Bình tĩnh. Có chú bò roa cũng cả này đây. Bình tĩnh. Có chú bò roa cũng cả này đây. Không, đây là công của mấy công kia. Công đó, chứ không phải. Có chú bò roa cả này rừng cao, có bữa công nữa đó. Bữa cao nhiều bò công. Ngập lụng máu nước luôn. Yeah, và đây là số cá Việt Cao sáng nay anh em nhé, hoàn thành thử thách là câu được cá cháo. Đây là cá cháo, còn đây là hai con cá lóc mình cho bắt 10. Cái này chưa gì nào nữa, cái chiều đi hưởng chiều ông đi chở tủ cái này đây bắt lệnh chúng ta đó bốn mười ngàn đúng rồi chứ chúng ta thân nhiệt rồi đó là chúng ta năm lần là sợ đi đất chứ.
có mòn thì có mát, dạ. Mình cồn đi nữa rồi. Còn có trái của mình anh em nha. Quá đẹp. Khá to. Trời rướng gì bỏ tủ lạnh như lũng chi. Dạ, bỏ tủ lạnh như lũng gì coi. It was all